xe để đó hãnh diện nè, mặt hãnh diện nè, xuống xe. Ủa gì kỳ vậy chú? Đó nha, nhớ nha, mày đi với cái hãng nào trả mày tới 1.6 tỷ, bây giờ chú chở đi cũng trả chú 6 tỷ. Rồi 6, 7, 3, 2, 1, diễn.
hả? Cắt. Thôi đâu.